Đây là cái vòng này chứa đồng này. Em có thấy ở trên thân của nó có chứa đồng màu vàng không? Cái thân này có chứa đồng không? Không. Thì hai cái vòng này khác nhau là cái số lượng đồng trên này. Cái đồng này nó nhiều hơn này. Đấy, là cái loại em không chọn ấy. Em chọn cái loại này là như vậy sau. Thì cái ưu điểm của cái vòng này là nó chứa ít đồng hơn, thì ít tất nhiên thì ít đồng hơn thì cái cơ chế tác dụng phụ của nó ít hơn. Thứ hai nữa là cái vòng này nó có cái dây ấy, cái dây mà sau khi đặt xong nó cái dây thò ra ngoài cái ở cổ tử cung âm đạo đấy, thì là nó mỏng mảnh, nó nhỏ hơn, nó như cọng tóc ấy, cho nên lỡ ông chồng em có gần vào nó chạm vào nó cũng không gây đau. Đấy, còn cái vòng này này thì cái dây của nó cái tác từ ngày xưa mà cái vòng này thì ngày xưa nó có từ thời trước, thì cái dây nó rất là cứng. Và khi mà đặt vòng xong có rất là nhiều chị em nói rằng gần gũi thì ông chồng anh kêu đau, cho nên thường phải cắt ngắn cái sợi dây đấy đi hoặc là nhét cái cọng dây đấy vào trong.